trời thì nắng, thế là tao cho con tớ ngồi trong cái chỗ công viên chỗ kia thì mỗi chỗ nên nó mát thôi. Thế mấy con đĩ già này ở đâu nó xông ra, nó giả vờ là già, xong nó ra nó đuổi mẹ con tớ ra, xong nó có cái thằng đi xe máy đứng ra còn gà kia là một mình mẹ con tớ cãi nhau bốn đứa chúng nó. Một thằng già này đi theo bảo kê để bảo kê cho con già kia nó giả vờ là 60 tuổi, nó không phải già đâu, mấy bọn này là hồ ly sao đấy. Nó đến đây nó đuổi mẹ con tớ ra, một đứa trẻ con tớ đang tập đi, thế nó ra nó bảo tao già rồi mày còn ra mày cãi nhau với tao, mà rõ ràng con tớ ngồi đi trước một quả đây nửa tiếng rồi. Thế còn chờ người ta đón, thế nó ra nó cướp chỗ con tớ đuổi ra. Tớ nó thật với anh, cái công viên này chẳng là cái đéo gì cả, con nó gần khách sạn của nhà tớ thôi. Tớ ra đây ngồi để cho nó mát, nhưng mà cái đạo đức của bọn này nó không có, nó tưởng là mình ở đâu đến đấy. Thế nó ra nó nhận chỗ của nó, xong nó đuổi mẹ con tớ ra. Còn cái thằng già kia đi xe máy kìa bọn kìa, nó giả vờ đi xe máy này, nó ra nó xui, nó bảo là già rồi còn ra đuổi. Rõ ràng nó đi xe máy đến đến chỗ công viên này để ngồi trong công viên này, các bạn nhìn có quen nó văn có được không các bạn. Nó ra nó đuổi con tớ ra.